Vú sữa về, vú sữa về. Đây là thùng vú sữa được tài trợ với Vân Nguyễn ở cây lậy. Mọi người, người xưa người ta nói không sai mọi người. Mắt to hơn bao tử là đây nè. Cái gì chứ ăn thì không bao nhiêu mà thấy nhiều là khoái rồi. Và cái vú sữa nè. Đất ơi, nhóc nó nhìn mê luôn. Ai nhìn mà không mê nó thua luôn á. Vò cái vú sữa không? Ngày xưa ăn trước khi ăn vú sữa người ta hay vò cho vú sữa đừng lắc hút cái cái nó ra hết đó mọi người. Bây giờ má mình lấy ra, người ta bọc cái vú sữa rất là kỹ nha mọi người, người ta bỏ vô cái bao mỏng rồi sau đó người ta bỏ vô cái mút trùm nó lại để tránh nó bị dập đó. Đây là thành quả sau khi bóc cái thùng nè mọi người, hấp dẫn chưa, mơn mởn tươi xanh, duyên gái 16 luôn. Đây còn lấy trái vú sữa bự nữa cho mọi người xem nè, mơn mởn luôn, mọng luôn, mọng nước luôn, vú sữa vỏ mỏng luôn. Hồi nãy má mình lo lột, lo soạn ra thì mình lo ăn, mình dứt hết ba trái no nê luôn, mình chiều về đó ăn cơm nước gì đâu, dứt ba trái này là no nê. Cảm ơn nhà tài trợ Vân Nguyễn cây lậy nha, cảm ơn nhiều.